cảm ơn Sison đã đồng hành cùng Have a Sip, là thương hiệu gọng kính đương đại đầu tiên tại Việt Nam. Với phương châm thiết kế tối giản, Sison tự hào với các sản phẩm được thiết kế tại Hà Nội. Xin chào tất cả các khán giả của Have a Sip uống gì không? Mỗi tuần thì chúng ta gặp lại nhau một lần, và hôm nay thì không để các bạn đợi lâu, đây là một gương mặt mà chắc chắn là các bạn đã rất là quen thuộc rồi, thậm chí là rất là nhiều khán giả của Vietcetera tưởng là chị Linh. Thực ra chị Linh làm công việc Brand Ambassador cho Vietcetera miễn phí trong vòng suốt 3 năm đầu, đúng không? Xin chào mừng chị Thái Vân Linh đến với Have a Sip. Hello, xin chào các bạn. Hello Thị Minh. Hôm nay thì chúng tôi thực hiện cái podcast này vào lúc cũng hơi chiều muộn, 5 giờ chiều rồi. Thường thì cái thời điểm này chị Linh đang làm gì ạ? Nếu mà không phải quay Have a Sip. Giờ này thì vẫn còn làm việc. Nói chung là phần lớn thời gian trong ngày thì Linh cũng dành để làm việc. Bởi vì mình cảm thấy là công việc là những thứ mà Linh rất là thích làm. Thì nó không phải là mình, khi mình gọi làm việc giống như là mình đang cực khổ gì đó. Nhưng nó là một chung những cái mà Linh rất là thích. Thì nói chung là vẫn còn ngồi ở máy vi tính và làm một cái gì đó, có thể là đang viết nội dung hay là actional. Viết nội dung là mình sẽ viết ngay buổi sáng. Thường cái giờ này là mình sẽ đang duyệt những cái công việc mà các team đã gửi qua. Ok, cảm ơn chị đã dành thời gian đến với Have a Sip. Thì mình biết là chị hơi hơi phải trả nợ chứ lại, vì là trước chị Linh có mời thì mình lên chút xíu. Lâu nay Linh không biết thì mình có cái show, Linh không biết sao không mời mình, cũng hơi buồn. Thì bây giờ được lại mời thì mình cũng vui lại rồi. Ok, đấy thì cái điều nó nhiều khi thì mình cũng là người sản xuất nên cái show Thăng Tiến với chị Linh. Và chị Linh với lại thì mình cũng là người, mình cũng hay đụng khi mà làm việc với các nhãn hàng thì cũng hay gặp mặt với nhau. Nhưng mà đúng là chưa bao giờ mình interview nhau. Đấy. Hôm trước thì chị đã interview em, bây giờ sẽ đến lượt em. Nên là cái câu hỏi đầu tiên của em luôn là cái câu hỏi nó rất là, nó đúng với cái tên Have a Sip. Nếu mà chị Linh chọn một cái đồ uống, bây giờ thì vào lúc 5 giờ thì nó hơi muộn để mình nghĩ đến, nhưng mà ví dụ một cái ngày buổi sáng để bắt đầu cái công việc, thì có cái đồ uống gì mà nó đại diện cho chị, nó present cho chị nhất ạ? Ok, thì bên Linh nó hơi phức tạp và nó hơi giống như là mình dời cả cái nhà bếp vào cái phòng làm việc. Ok, thì chia sẻ nha. Ok, trước tiên là ly này, thì mọi người nghĩ ly này kia sẽ là có gì trong đó? Có thể trà. Nghĩ là trà phải không? No. Actually nó là cà phê. ok. Từ lý do Linh thích là tại vì đó là ly nhỏ và trong nhà không có quá nhiều ly. Không biết sao mình thấy mỗi lần mua ly là thấy nó quá đầy nhà thì chưa hề mua ly. Thì nói chung nó là linh tinh, mình đi sự kiện người ta cho mình cái đống ly thì mình có nhiều cái ly ly linh tinh, nhưng không có cái ly nào mà nó nhỏ hay đâu. Sao chỉ có một ly này nhỏ trong nhà, thì nói chung là dùng nó để uống cà phê. Và sau đó thì cái ly bia là mình đã dùng để uống nước lạnh. Thì ok, nói về buổi sáng là yes, là uống cà phê. Và gần đây đã tìm hiểu được là mình nên để thêm một cái chất tên được gọi là theanine. Nó khác hơn là thiamine nha. Theanine là THEANINE, theanine. Thì cái này nó sẽ giúp bạn, thường là mình dùng cái thuốc này cho những người mà khó ngủ hay là quá căng thẳng, họ cần phải relax. Thì khi mà mình để vào cái cà phê, tại vì cà phê nó thường nó nâng mình lên phải không, thì hai cái sẽ cân bằng lại, thì nó dẫn đến là bạn sẽ tỉnh táo và có năng lượng, nhưng mình không có bị quá, cái tim nó không đập quá mạnh. Và sau đó cái điều quan trọng á là ngay giờ trưa, sau khi khoảng 1-2 tiếng là mình không có bị cái crash, không có bị vượt xuống. Thì cái đó là cái khó nhất của Linh. Linh rất thích cái vị của cà phê, nhưng khó uống, tại vì ngay khoảng mà khoai chưa, Linh rất là buồn ngủ, rất là nhức đầu, rất là khó chịu. Thì sau khi phát hiện được cái chất này thì giờ khi mà Linh pha cả hai đó là mình có thể có đủ năng lượng đều cả ngày, tới khoảng tầm 9-10 giờ khi mà nằm xuống giường là ngủ liền. Thì nó dẫn đến là tốt nhất trong cả hai trường hợp, là năng lượng khi mình cần, rồi sau đó ngủ mà ngủ rất sâu, ngủ rất im. Khi mình cần đi ngủ thì đó là và hồi nãy thì mình cũng có hỏi là cái thức uống này nó sẽ nói gì về bản thân mình ha. Thì Linh nghĩ là
Với cà phê là Linh uống bởi vì Linh thích cái vị nó và Linh cũng thích cái năng lượng. Thì Linh nghĩ là những người mà uống cà phê là những người mà có thể là thực sự họ rất muốn đạt được một cái gì đó, thì vì sao họ uống vô để cho họ có thể đi nhanh hơn. Và với cái theanine thì Linh nghĩ là đây là cho những người mà họ thực sự muốn vừa cải thiện cuộc sống, sự nghiệp và có thể cơ thể, và cũng đang muốn cải thiện bộ não. Tại vì gần đây Linh cũng nghiên cứu thêm là có một cái nhóm thuốc được gọi là nootropics, đó là tiếng Anh, và nó là chuyên cho mình giúp cái khả năng của bộ não chạy nhanh hơn. Thì cũng chưa hề, Linh cũng chưa biết cái khái niệm này, cũng rất là thú vị và cũng vừa mới đang bắt đầu tìm hiểu thêm. Thì Linh nghĩ là những người mà đang hiểu biết về cái nghe qua với cái khái niệm là nootropics này đó, thì đây là những người mà thật sự họ muốn tăng thêm trong cuộc sống, là mình muốn đạt được hơn nữa. Và Linh hy vọng các bạn cũng nghiên cứu tiếp để cho mình xem là cái này có phù hợp cho bạn trong cuộc sống và để giúp bạn có thể có thêm năng lượng và động lực. Wow. Mỗi lần mà chúng mình nói chuyện với chị Linh thì lại chị là một trong những người khá đặc biệt ở chỗ là chị luôn đưa ra một cái gì đấy mới mà người ta chưa nghe thấy bao giờ. Thì em không biết, cũng tùy đối tượng, sẽ có những cái người biết rồi đấy, nhưng mà đây là chia sẻ cái trải nghiệm riêng của Thúy Minh, là mỗi lần nói thì chị Linh lại đưa ra một cái khái niệm mà trước đó mình có thể lờ mờ, cho em không biết, có thể là do chị truyền tải. Thì trước nhất là cảm ơn chị. Thế nhưng mà chị có nhắc đến một cái ý mà nó cho em, cho Thúy Minh một cái câu hỏi nó tiếp nối theo. Nếu mà có một cái từ mà nhắc đến chị Linh là cái từ hustle, tức là lúc nào cũng thấy chị Linh, đúng rồi, lúc nào cũng thấy chuyển động. Và Thúy Minh vẫn nhớ là cái cuộc họp đầu tiên của Thúy Minh với chị là chị nói rằng là chị gửi cho em một cái link càng gồm các lịch của chị, và em là người chủ động là book trong những cái slot chị còn trống. Đấy, thì kể cả cái việc này cũng cho thấy là chị Linh là người rất là, tức là rất là full of, đúng không? Tức là lúc nào chị cũng, em muốn hỏi là cái năng lượng đấy nó đến từ đâu ạ? À, cà phê. ok. Linh nghĩ là năng lượng nó sẽ phát sinh từ những cái mục tiêu mà mình muốn đạt được, và mình cảm thấy là những cái mục tiêu đó nó đáng để cho mình dành thời gian cho, và có thể mình cũng được gọi là hy sinh. Nghĩa là mình phải lọc chọn trong cuộc sống, phải không? Và mình chỉ có 24 giờ trong một ngày, và thời gian là một trong những cái điều mà quý báu nhất, phải không? Tất cả mọi người đều có 24 giờ, rất là minh bạch. Và rất là cân bằng. Nếu mình có tiền mình cũng không thể mua thêm. Nhưng thế nào để cho mình dùng cái 24 giờ đó? Thì Linh thấy là khi mà Linh nghĩ Linh dùng những cái giờ này để đạt được một cái gì đó mà nó rất là xứng đáng, thì nó tạo thêm năng lượng cho Linh. Và từ đó mình có thêm cái động lực. Rồi từ đó thì mình hành động. Rồi hành động nó sẽ phát sinh thêm cái năng lượng, phát sinh thêm năng lượng, động lực. Thì nói chung là nó là một cái vòng tròn. Thì khi mà sáng mình bắt đầu là mình bắt đầu với những cái suy nghĩ rất là tích cực, để cho mình giống như là mình mở máy lên vậy, giống như mở máy xe vậy, mình mở cái máy lên. Rồi từ đó thì cái cơ thể nó bắt đầu hành động, rồi mình cứ cho nó chạy. Nhưng em tò mò là chị luôn như thế này, lúc chị còn trẻ chị cũng luôn là biết còn trẻ là cách... Yes, còn trẻ là nhiều hơn vậy nữa. Bây giờ là hơi mở rồi đó. Wow, nhưng mà tức là chị là người, tức là thế thì còn trẻ nữa, trước cả cái lúc trẻ. Chị luôn là một em bé, lúc là baby chẳng hạn là cũng có nhiều năng lượng. Và chị có nghĩ là nó là một thứ bẩm sinh không ạ? Tức là mình đã sinh ra và mình đã có sẵn không ạ? Có thể là vậy, tại vì Linh cũng bây giờ ngay lúc này là mình cố gắng, mình cố ý tổ chức những cái suy nghĩ của mình để cho tiếp tục tạo cái động lực và cái năng lượng, phải không? Thì ngay lúc này là mình cố ý, nhưng nghĩ lại hồi đó còn trẻ là không có ai dạy mình về tư duy phát triển, lúc đó chắc cũng không có ai biết cái khái niệm đó. Mình chỉ biết là có thể là nó phát sinh từ cái cuộc sống của Linh, gia đình của Linh. Nghĩa là hồi đó là mình khi mà mới qua Mỹ là gia đình cũng không có gì nhiều, và cũng nói chung là mình sống một cái cuộc sống rất là đơn giản. Thì vì vậy Linh thấy là để cho mình có thể giúp gia đình thì bản thân mình phải làm việc rất là chăm chỉ, mình phải rất là tập trung. Tại vì mình biết là thứ nhất là nếu mà mình muốn đi đại học đi ví dụ,
là mình phải tự tạo cơ hội, chứ gia đình không có thể, không có khả năng để giúp mình về tài chính để cho mình trả tiền trường hay là gì đó. Hoặc là nếu mà mình muốn những cái lời khuyên đi, thì gia đình cũng không có khả năng đó, thì mình phải đi tìm một người mentor hay là tìm những người có thể giúp mình tạo những cơ hội khác cho mình. Thì Linh biết cái điều đó từ khi mình còn rất trẻ. Không ai cần nói, phải không? Các bạn trẻ cũng rất là thông minh, họ biết mà, họ nhìn xung quanh họ thấy là người khác có gì nhưng mình không có, hoặc cái nhà mình nhỏ tí, hoặc là quần áo mình cứ mặc đi mặc lại 3-4 bộ đó. Thì nói chung là mình cũng đã biết rồi, thì từ đó mới biết là ok, để cho mình không phải là cải thân bản thân lúc đó, đó là mình cũng nghĩ là để cho mình giúp gia đình, tại vì mình thấy là cha mẹ cũng đã làm rất cực rồi, thì thế nào để cho mình giúp đỡ họ. Thì từ đó mới nghĩ là mình phải làm giống họ, là họ là gương mẫu cho Linh, là họ làm rất là chăm chỉ và họ luôn tập trung vào gia đình. Thì đó là cái mà Linh đã học được từ khi còn nhỏ. Thì từ đó thì mình dần dần mình khi mà mình có thêm những cơ hội, mình có thêm những cái học hỏi, mình có thêm những cái kinh nghiệm trong công việc gì đó, thì mình tiếp tục với cái năng lượng và mình cộng thêm với những cái có thể là những cái tài sản vô hình mà mình đã gom lại được. Thì nó dẫn đến là ngày hôm nay là một người mà vừa có kỹ năng và vừa có cái năng lượng. Tại vì Linh thấy là nhiều lúc là cái kỹ năng là cái dễ nhất để cho mình tìm được, phải không? Mình đi học hỏi, mình đi xem video, mình đi trường học gì đó. Nhưng bây giờ mới biết là cái năng lượng là cái khó nhất. Bởi vì có lúc là mình không có cái tại sao. The why. Thì cái tại sao đó Linh nghĩ là cái điều quan trọng nhất để cho mình tiếp tục duy trì cái năng lượng. Và từ nhỏ Linh đã có cái tại sao rồi, thì tới bây giờ Linh cũng là như vậy, là cũng vì gia đình, vì cộng đồng, để cho mình có một cái tại sao mà nó có ý nghĩa. Thì vì vậy nó mới đáng để cho mình thức 4:30 thức để làm việc, hay là làm việc tới những giờ tối gì đó, nó phải đáng. Thì Linh cũng luôn nghĩ là mình chỉ có một cuộc sống, và sau đó khi mà mình không còn ở đây nữa thì người ta có nhớ tới mình không, cuộc sống của mình nó có ý nghĩa gì không, nghĩa là mình đã có ảnh hưởng đến những người khác không. Thì đó thật sự là mình nghe nói thì nghe nó thấy hơi gì đó, hơi kỳ kỳ, nhưng thật sự đó là cái tại sao mà Linh vẫn còn đang thúc đẩy mà muốn vươn tới nữa. Thì Linh nghĩ là tất cả mọi người cũng có thể có cái khả năng này, mình chỉ cần phải rất là rèn luyện, rất là kỷ luật với cái bộ não của mình. Em nghe cái đấy em rất là thấm thía, nhưng mà em tò mò là có bao giờ chị lười không? Of course. Ok, thì ok, tiếng gái, ok, hồi đó đó là mình lười là một trong những, có thể là mình sẽ mình mệt quá đi, thì mình sẽ làm, nhưng trong lúc mình coi truyền hình, hay là mình ăn quá nhiều sô-cô-la, hay là mình ăn quá nhiều chip gì đó, những cái bánh kẹo mình thích đó, thì mình sẽ vừa làm nhưng vừa cảm thấy có lỗi với bản thân. Nhưng bây giờ á, Linh chấp nhận hoàn toàn, nói là mình chấp nhận là mình buộc phải cho thời gian để làm việc chăm chỉ, và cũng phải cho thời gian để mình thoải mái một tí, mình thư giãn một tí. Thì vì vậy là đã trong lịch rồi, phải không? Và đã trong cái cơ chế ăn uống. Thì nghĩa là khi mà Linh ăn sô-cô-la, khi mà Linh ăn những bánh kẹo gì đó thì mình cũng hạn chế, hoặc là có lúc mình hạn chế không được, mình ăn cả bọc luôn. nhưng tại vì mình biết cái thói quen của mình là vậy á, thì mình cũng lên cái kế hoạch, ok, nếu mà ăn vậy á, thì ok, vậy có thể là mình chỉ có phép ăn trong 2 ngày một tuần thôi, tại vì mỗi khi mình mở cái bọc đó ra là mình không thể dừng, thì ok, tại vì thay bằng mình ăn chút trong tuần thì mình cứ ăn hết trong một đợt. Vậy thì nói chung là mình lên kế hoạch và mình cho phép là đây là cái thời gian để cho mình lười, để cho mình làm bất cứ cái gì mà mình cảm thấy là đang có lỗi với bản thân. No, vì không có lỗi nữa là mình chấp nhận, cho phép để làm. Tại vì khi mà mình làm như vậy á, thì để trong những lúc mà mình cần phải tập trung vào công việc, hay là mình cần phải ăn những cái rau củ mà mình nghĩ là nó sẽ tốt sức khỏe hơn á, thì mình sẽ thấy ok, lúc này tôi làm này, tại vì tôi biết là sắp tới tôi có thể làm cái kia. Phải không? Thì đó là cái mà Linh đã học được trong những tháng gần đây, khi mà Linh bắt đầu cố gắng rất là tổ chức cuộc sống và rất là cố gắng để cho mình rõ ràng hơn trong những công việc và trong tất cả những cái phần khác trong cuộc sống. Đó là những cái mà Linh thấy rất là hiệu quả. Em thấy cái gọi là cái kỷ luật bản thân, cái self esteem ấy rất là mạnh ở chị. Thực ra là, hoặc là với những người mà chọn cái, đúng không, là chúng ta biết cái điểm dừng, hoặc là chúng ta biết là lúc nào là lúc chúng ta, em chỉ tò mò có bao giờ
cái self esteem, cái kỷ luật này nó không giữ được chị không? Có một cái chuyện gì mà chị vượt không? Hay không bao giờ? Yes, of course, chắc chắn nếu mà nói không bao giờ là chắc chắn nói láo rồi đó. Chắc chắn là, I mean, nói chung là cuộc sống là một cái lộ trình và nó sẽ lên và xuống. Và mình biết trước là khi mình lên thì sẽ xuống tại vì không thể lên hoài. Và mình cố gắng chuẩn bị tinh thần tới cho cái trường hợp đó. Nhưng khi mình gặp nó thì có lúc nó xuống tí thì không sao, mình có thể trở lại. Nhưng có lúc nó rất là tệ, ví dụ là I don't know, có lúc là bé 3 giờ thức rồi. Phải không? Bây giờ gần đây nó 4 giờ rưỡi thức thì ok, chấp nhận 4 rưỡi, 5 giờ gì đó. Nhưng nếu mà nó 3 giờ thức thôi mệt quá thì như là những cái ngày đó mình cũng rất là bực bội. Và mình cố gắng vui vẻ với gia đình, nhất là với bé thì nó không biết gì, không phải là lỗi của nó thức. Thì trong những trường hợp đó thì mình cũng rất là cố gắng. Và cũng phải cho Linh có một cái câu mà chị cứ luôn lặp lại trong đầu là một bước. One foot in front of the other. Một bước trước mặt bước kia. Phải không? Nghĩa là mình mệt quá, hay là mình tức giận quá, hay là mình khó chịu quá gì đó, mình cứ thôi mình cố gắng đẩy nó. Nhưng mình vẫn, phải không? Nếu mà không có, nói là không có bực bội thì mình cũng nói láo. Thật sự bực bội, nhưng mình cũng phải nhớ là ok, cứ đi từng bước đi, cứ làm đi. Và mình cố gắng cái ở trong của mình nó bực bội như thế nào, mình cố gắng thể hiện ở phía ngoài một cách là nó rất là bình tĩnh đi. Nên tại vì mình không muốn là cái cảm xúc tiêu cực của mình mà nó ngắn hạn, nó ảnh hưởng đến phía ngoài. Tại vì khi mà ảnh hưởng đến gia đình, đến đồng nghiệp, đến bạn bè thì cái đó nó sẽ có cái ảnh hưởng lâu dài. Phải không? Tại vì với bản thân của Linh biết là ok, bực bội ngắn hạn, rồi sau nửa tiếng gì đó thì Linh sẽ hết, là nguội rồi thôi, xong. Nhưng nếu mà Linh đã thể hiện ra rồi thì bây giờ cái hậu quả của nó sẽ kéo dài lâu hơn. Thì vì vậy Linh đã cố gắng rèn luyện cái việc là dù khó chịu hoặc là cái gì đó đang xảy ra ở trong, ở phía ngoài, Linh vẫn rất là cố gắng. Hoặc là có lúc là có thể là trong những ngày trong tháng các bạn cho biết là mỗi tháng mình có những ngày mà có thể hơi bực bội hơn thì Linh cũng nói trước với ông chồng là sorry, hôm nay là một ngày Linh rất là bực bội, có thể là trong một vài ngày tới cũng là như vậy, anh cứ cho em im lặng trong những ngày này. Thì Linh cứ biết là đây là những ngày nếu mình mở miệng ra là thôi rất là khó chịu, thì mình thà là mình biết những cái việc đó thì mình cứ đừng nói. Thì cái này nó khác hơn là mình giữ kín những cái cảm xúc tiêu cực ha. Là ý của mình không phải là mình nên giữ ở trong hết tất cả, nhưng nếu mà bạn biết đây là cái trường hợp mà nó rất là nó ngắn hạn, nó là một cái gì mà chỉ là trong trường hợp đó thôi, chứ nó không phải là một cái gì kéo dài, phải không? Là có một cái trường hợp nào nhỏ nhỏ đã khiến mình bị khó chịu đó, thì đây là cái cách mà Linh giải quyết cho những cái mà nó temporary, nó ngắn hạn. Em hình như em cũng nói, em hay share về cái này, nhưng mà em có một cái cuốn sách em rất thích tên là Bird by Bird. Về cái cô này, cô ấy là một cái người viết sách và cô ấy dạy, cô viết một cái cuốn sách về việc là dạy người khác viết sách. Thì cô ấy bắt đầu bằng cái câu chuyện của cha của cô ấy. Thằng em trai nó phải làm nhiều bài tập quá, nó phải vẽ những con chim, like many different birds. Và nó đi chơi xong đến cái ngày hôm sau nó phải nộp bài, nó chưa vẽ một cái gì cả. Thì bố cô này mới nói là ôi don't worry bird by bird. Đấy, thì sau này em luôn nghĩ cái câu đó. Mỗi lần mà có cái chuyện gì nó nhiều quá nó đến mình thì mình sẽ luôn nói là bird by bird. Yes. Đấy, thì cảm ơn chị Linh chia sẻ. Nhưng mà chị Linh cũng là người, em thấy chị rất là hay. Từ những cái content đầu tiên ở trên Vietcetera hay là kể cả chương trình Shark Tank đúng không, thì là chị, em thấy chị luôn luôn share, luôn đưa cái lời khuyên, luôn chia sẻ với mọi người. Chị có một cái lời khuyên mà chị dùng cho chính mình không? Chính mình, ok, có nhiều cái mà Linh phải tự nhắc nhở. Thì cái one step at a time, phải không, đó là cho những cái trường hợp mà mình không muốn đi tiếp nữa, nhất là khi mình mệt. Nghe là khi mà cái cơ thể của mình mệt rồi đó, là mình phải khuyến khích cơ thể để đi, thì one step at a time. Thứ nhì là you don't know what you don't know, phải không? Bạn không biết những gì bạn không biết. Thì cái đó là một cái câu mà Linh đã học từ nhiều năm trước rồi và Linh cố gắng áp dụng hàng ngày. Nghĩa là trong tất cả những gì mình làm, mình cứ phải đi vô với cái góc nhìn là tôi không biết gì hết. Thì như vậy thì mình sẽ cởi mở hơn với những cái ý tưởng của những người khác, nhất là các bạn trẻ hơn mình.
Tại vì có lúc là nhất là với văn hóa của người Việt và người Á Đông á, là có thể là những người lớn tuổi họ tưởng họ biết nhiều hơn. Thì với Linh á, Linh nghĩ là mọi người sẽ có những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm khác nhau. Thì vì vậy Linh nên phải lắng nghe rất là kỹ để cho mình hiểu rõ, là chắc chắn là mình không biết tất cả những gì thì mình nên nên tìm cách để mình có thể tìm hiểu thêm. Thì Linh thấy cái thái độ đó nó sẽ tốt hơn cho mình phát triển. Nhất là bây giờ Linh đang chuyển sang qua một cái công việc mà trước đây Linh chưa hề làm, là mình muốn làm đào tạo và giáo dục. Thì trước đây cái đào tạo của Linh là Linh đang dạy team. Khi mình làm trong công việc, mình có một cái team thì mình sẽ training họ, mình sẽ hướng dẫn họ. Nhưng bây giờ mình đang muốn là mình đang có những cái tổ chức, mình đang tổ chức những cái khóa học hoặc là những cái workshop thì nó khác. Thì Linh cũng đang đi tìm hiểu từ rất nhiều người mà đã có nhiều năm kinh nghiệm hơn. Thì Linh mở đầu tất cả những cái buổi họp đó là với là Linh chỉ chia sẻ 5 phút. Và sau đó Linh biết cái khái niệm là Linh không biết gì, Linh không biết. Thì hy vọng bạn cứ nói rồi Linh cứ take notes. Well, thì cũng đã dẫn đến có rất nhiều cái lời khuyên thú vị. Thì nói chung là mình nên dừng nói và lắng nghe. Thì Linh biết là trong cái buổi này là Thùy Minh đang phỏng vấn thì Linh nói nhiều, nhưng phần lớn thời gian là Linh cố gắng nói ít lại. Trong tất cả những cái cuộc trò chuyện thực tế mà Linh đi buổi họp là Linh cố gắng mình nói ít hơn 50%, khoảng 30% là tốt nhất, để cho mình vẫn có thể đóng góp. Nhưng phần lớn là mình đang muốn nghe người ta chia sẻ những cái khái niệm của họ để cho mình có thể học hỏi tiếp. Thế chị có cái gì mà chị không biết ạ? Chị là một người mà em nghĩ là chị biết nhiều thứ. Chị biết gần hết các thứ. Không, thì có cái gì chị dở nhất không? Có cái gì mà... Sợ nhất... Đấy, thấy chưa? Chị nghĩ ra đúng không? Chị không nghĩ được ra. Có nhiều lắm mà thì đang chọn một cái mà nó có thể là nó có ý nghĩa hơn. Tại vì nếu mà nói sợ là có nhiều thứ mình đang sợ. Ok, mình sợ cái là mình không có đạt được cái mức tối đa của khả năng của mình. Tiếng Anh là to reach your highest potential. Nghĩa là trở lại là nên luôn suy nghĩ là mình có một cuộc sống thật sự. Cái đó là cái mà nó luôn lặp lại trong đầu Linh, là chỉ một cuộc sống thôi và mình làm cái gì với cuộc sống này. Linh luôn biết là mình muốn làm thêm, nhưng nếu mình chọn cái con đường sai thì sao? Thì có thể con đường này nó sẽ ngắn hơn hay là cái đỉnh của nó sẽ thấp hơn thì mình cũng không rõ. Và Linh sợ là Linh không có bỏ đủ công sức vào bất cứ cái gì mình làm để cho mình không có đạt được cái đỉnh cao nhất. Thì cái đó là cái mà Linh lo lắng, luôn lo lắng tới tới hôm qua đúng là 10 giờ mấy nói chuyện, anh chồng chở vô, anh ấy tối tập thể dục thì anh chở vô nói ủa còn làm hết, nó yes, muốn nghỉ là nên nghỉ, nhưng không biết là lúc nào mình nên nghỉ làm việc. Phải không? Tại vì mình đúng là mình đang ngồi ở nhà, mình nên tiếp tục. Thì luôn có email hay là những cái bài phải duyệt từ team hay là những cái gì đó, thì nói chung là có không bao giờ hết. Thì đó là cái mà Linh sợ nhất, là mình đang bỏ sót cái gì đó hay là mình đang làm mình đang bỏ lỡ một cái cơ hội nào đó. Wow. Nhưng mà có cái gì mà chị không biết không? Chị vừa nói câu là you don't know what you don't know. Thì em có cảm giác như là với cái năng lượng mà chị có, với cái khả năng mà chị có, cái potential mà chị có, thì chị là người mà chắc là cái gì chị cũng sẽ, nếu chị muốn ấy, thì chị sẽ biết. Nhưng mà có cái nào mà chị dở không ấy? Tức là về mặt, tức là một cách tự nhiên là chị dở ấy. Oh, okay, rất nhiều. Okay, cho một ví dụ ha. Nếu mà thấy chị một trái banh á là thôi né. Em không biết chụp banh, không biết bất cứ cái gì với một cái gì, cái trái banh gì đó đó là rất là vô dụng. Thì với bé gần đây là rất là thiếu, là trong trường cho nó đăng ký, kêu nó đăng ký hai lớp. Thì có thể đăng ký lớp vẽ hay là lớp hát hay là lớp gì đó. Linh nói no, đá banh, bé phải đá banh. bởi vì Linh không muốn nó vô dụng với một cái trái banh, phải không? Thì chạy bộ là ok, bata thì ok, thì bất cứ cái gì mà không có cái đó. Và gần đây á, nó nói thật là Linh cũng rất là tệ với cái việc là mình keep in touch. Nghĩa là Linh rất là đam mê về công việc, rất là suy nghĩ về tương lai, thì luôn muốn vươn tới, nhưng
Có lúc mình bỏ lơ những cái mối quan hệ mà cá nhân, mà cái việc đó nó cũng khá quan trọng. Thì gần đây Linh cũng nghiên cứu nhiều từ những người mà đã khá thành công trong cuộc sống của họ, và có rất nhiều người khuyên cái là bạn phải nhớ những người xung quanh của mình trong lúc mình đang đi lên, bởi vì tới khi mình đến cái mức mà mình thấy ok, tôi có thể relax, tôi có thể nghỉ nghỉ một tí, thì ai sẽ ở đó để cà phê với bạn, phải không? Thì cái này cũng là vừa mới tối hôm qua cũng đang suy nghĩ, và cũng bắt đầu đặt những cái cuộc Zoom này nọ với các bạn ở bên Mỹ. Hồi đó mình còn trẻ mấy đứa mà mình đi học cấp 2, cấp 3, đi đại học chung mà mình lâu quá không nói chuyện với nó. Thì Linh cũng nghĩ là bây giờ mình bốn mấy rồi. Và hồi đó đó, khi mình nghe người ta nói là tôi quen người này 20 năm á, tôi nghĩ wow, lâu dữ phải không? Thì Linh nghĩ là mình nên cố gắng duy trì những cái mối quan hệ đó. Thì đó là một trong những cái mà Linh rất là tệ, là trong cái lịch của Linh là Linh chỉ luôn đi tới, không có dừng lại. Và Linh nghĩ là cũng phải dành thời gian cho cái việc đó, có thể là nó chỉ nửa tiếng một tuần đi, nhưng nửa tiếng cũng đỡ hơn là không tiếng nào, không phút nào. Thì đó là một trong những cái có thể là cái dự án mới mà Linh sẽ cố gắng làm, là mỗi tuần mình sẽ cố gắng nói chuyện với một bạn trong quá khứ cho nửa tiếng gì đó, thì tổng lại cũng là hai mấy tiếng một năm, thì mình bắt đầu với bước nhỏ đi, bắt đầu với bước nhỏ. Rồi, chị Linh cũng hay giỏi thống kê số ấy. Mình theo dõi thăng tiến là chị hay cộng giờ, xong rồi để xem là trong một năm là nó tổng bao nhiêu. Em đấy là cái thói quen em cũng cần phải học thêm. Nhưng mà nhân tiện mình nói đến quá khứ và cái con đường mình đã đi qua, thì có một cái câu mà em cũng hay hỏi các khách mời của Have a Sip, đấy là nếu mà mình nhìn lại những cái gì mình đã đi qua thì mình đã bỏ lại những cái gì, chắc chắn là để mà tiến lên đúng không? Nhất là với một người mà cái tốc độ đi lên nó nhanh như chị. Thì nếu mà có ba thứ mà chị đã bỏ phía sau thì là cái gì ạ? Tôi nghĩ là cũng trở lại hồi nãy mình nói là khi còn trẻ Linh rất là sợ cái việc là tương lai của mình như thế nào. Thì khi mà mình nhớ là hồi đó hai mươi mấy tuổi, và mình bắt đầu làm việc, mình đã tốt nghiệp làm việc, rồi sau đó thường suy nghĩ là cuộc sống là như vậy hả, nó cảm thấy là không đáng, tại vì mình đã tới khi mình đã tốt nghiệp đại học là mình đã đi học 12 cộng 4 là 16 năm, ơi cộng lớp môn giáo nữa là 17 năm rồi, đã đi học 17 năm. Rồi bây giờ mình cứ vô văn phòng gõ rồi đi về. Thấy là không biết là nó có đáng không. Và mình cũng cái mình sợ hãi hơn nữa đó là tương lai có cái gì, và mình có đang đi đúng cái hướng đó không. Thì hồi nãy Linh cũng nói là mình rất sợ là mình không có đạt được cái khả năng như là tối đa của mình. Thì lúc còn trẻ đó là mình rất là sợ là không phải là chỉ khả năng tối đa, nhưng mình sợ là mình đi cái một con đường hoàn toàn nó sai luôn. Thì tới ngày hôm nay thì Linh đã bỏ cái khái niệm đó. Thì Linh đang tin rằng tất cả những con đường đều có khả năng, đều có tiềm năng. Nhưng cái câu hỏi là mình đang có nắm lấy hết tất cả những cái cơ hội chưa. Thì Linh đã bỏ. Thì với Linh bây giờ Linh rất là ổn với việc là mình đi làm bất cứ cái gì cũng được. Thì vì sao Linh cũng luôn khuyên với các bạn trẻ là cái gì cũng được hết, không cần, không thành vấn đề bạn đang chọn cái hướng nào, bạn học cái môn A qua làm môn B cũng ok, nó trái, có nhiều người rất là quan tâm trái ngành gì đó, thôi đừng lo việc đó, cái gì cũng được, nhưng bạn phải dành 100% cái tâm lý của mình, cái sự tập trung của mình vào cái việc đó. Thì cái đó là cái mà ngay lúc này Linh đang chưa hiểu rõ, bởi vì mình cũng là, với Linh đó là người mẹ mới, dù bé lớn là 5 tuổi đi, nhưng nó vẫn cảm thấy là mình mới bắt đầu làm người mẹ à. Thì thật, nếu mà bạn vừa mới tốt nghiệp và làm việc 5 năm cũng có thể là cũng chưa tới mức manager nữa, phải không? Thì Linh nghĩ là thế nào để cho mình cân bằng gia đình, và ông chồng cũng quan trọng, và gia đình là mẹ và em gái và công việc, và các bạn trong công ty, và nói chung là có rất nhiều, và bây giờ mình muốn đang muốn giữ mối quan hệ với các bạn trong quá khứ nữa, phải không, là thêm nữa.
Thì nói chung là cái đó là cái mà Linh rất là cảm thấy là mình đã bỏ cái khái niệm là không sợ tương lai, nhưng ít nhưng vẫn còn cái là thế nào để mình tối ưu hóa tương lai. Thì đó là một điều ha. Bỏ trong quá khứ là cũng tương tự là cái định nghĩa của cái từ hạnh phúc. Thì dù hồi nãy Linh nói là mình đang lo lắng về tối ưu hóa tương lai, nhưng lý do mà Linh có thể nói là Linh bỏ cái khái niệm là lo lắng về tương lai là bởi vì Linh nghĩ là mình đã tìm được hạnh phúc. Bởi vì cái định nghĩa của hạnh phúc của mình đã thay đổi. Và cái định nghĩa này cảm thấy với bản thân Linh, hay Linh nghĩ là mọi người sẽ có cái định nghĩa riêng. Nhưng với Linh là Linh rất là hài lòng với nó. Tại vì khi còn trẻ đó, định nghĩa của hạnh phúc nghĩa là mình có thể đi du lịch những cái nước nơi xa và có thể trải nghiệm những cái văn hóa mới gì đó, hoặc là mình có thể đi chơi với bạn trẻ, đi qua những cái quán bar, đi nhảy gì đó. Thì đó là những thứ mà Linh rất là thích khi còn trẻ. Nhưng ngay lúc này đó thì Linh rất là hạnh phúc khi mà tối các bé đi ngủ rồi Linh ngồi máy vi tính của Linh, ông chồng ngồi máy vi tính của ổng, và Linh rất là hạnh phúc với việc là gia đình đang đang trong cùng nhà và chúng ta vừa mới ăn tối chung, hoặc là sáng mình ăn sáng chung mà Linh đang chuẩn bị những cái recipe, những cái hướng dẫn nấu đồ ăn mới cho buổi sáng gì đó. Thì đó là cái khái niệm về hạnh phúc mới của Linh. Thì Linh thấy là cái điều quan trọng ở đây là mình phải có một cái định nghĩa về hạnh phúc mà nó rất là rõ ràng và mình thật sự có thể chấp nhận. Tại vì có người họ nói đây là hạnh phúc với tôi, nhưng thật sự đó không phải là định nghĩa của họ, đó là định nghĩa của xã hội hay định nghĩa của gia đình. Rồi họ đã làm theo, nhưng khi mà họ làm theo họ không cảm thấy hạnh phúc, thì họ tưởng là tôi chưa đạt được đó. Nhưng bởi vì họ đang đạt một cái gì đó mà họ thật sự không muốn, thì vì vậy họ sẽ không bao giờ hạnh phúc. Thì Linh thấy là Linh ít nhất là mình đã biết được cái định nghĩa của mình. Thì nó cũng dẫn đến là cái điểm thứ ba mà Linh đã bỏ trong quá khứ là cái FOMO, fear of missing out, là cái sợ hãi về mình đang bị lỡ một cái gì đó, phải không? Và thường là mình bỏ lỡ là mình bỏ lỡ những cái cơ hội để mình có những cái niềm vui, hay là mình đi chơi với những người khác. Thì với cái FOMO là Linh không có lo lắng nữa. Hồi đó là nghe bạn rủ đi và mình mệt quá, hay là mình quá nhiều công việc, hay là cái gì, bất cứ gì là mình cứ cố gắng mình phải đi làm cái việc xong, mười mấy giờ cũng ra đi. Hồi đó ở New York Linh 11 giờ 12 giờ khuya mới làm việc xong thì vẫn đi chơi. Dù ngày kế tiếp vẫn phải vô văn phòng 8 giờ sáng nhưng mình cũng đi chơi. Tại mình nghe người ta đi chơi mình muốn đi luôn. Nhưng ngay lúc này là biết là người ta muốn cái gì thì đó là mong muốn của họ. Nhưng Linh biết rõ ràng những gì Linh muốn. Và khi mà Linh về và có thể ngủ sớm, hay là có thể chỉ ngồi đó đọc sách với ông chồng, là đó là cái hạnh phúc. Trở lại là bạn phải hiểu biết bản thân mình muốn cái gì. Em thấy liên quan được đến mình rất là nhiều. Từ cái việc là, nhưng mà chị có nghĩ rằng là cái quan điểm, cái định nghĩa hạnh phúc á, nó cũng tùy thuộc theo từng giai đoạn đúng không? Kể cả em nghĩ là kể cả bây giờ chị quay lại những năm hai mấy ấy, chưa chắc cái định nghĩa đấy để cho mình làm lại, chưa chắc mình đã thay đổi. Tại vì cái lúc đấy mình cần cái đấy để mình, em không biết với em là như thế, cái lúc tuổi trẻ và độc thân, hay là mình nói vui đi, là ví dụ một anh chàng mà hot ấy, là hồi xưa anh chàng hot là kiểu khác đúng không, hồi mình còn trẻ là trông như vậy đó. Hoặc là em nhớ hoài cái cảm giác khi đi du lịch với con á, em mới nhớ là ủa tại sao hồi xưa mình không để ý là đến những cái nước như là Đan Mạch thì là có rất là nhiều cái playground ấy. Nhưng bởi vì mình còn trẻ mình đâu có nhìn thấy playground đâu. Đúng. Nhưng đến khi mình có con thế thì mình lại nhìn thấy những cái thứ mà trước đấy mình bỏ lỡ. Đấy, thì em nghĩ là càng theo cái độ tuổi và độ trưởng thành thì những, mà em nghĩ là không chỉ hạnh phúc mà rất là nhiều cái định nghĩa của mình sẽ thay đổi. Nhưng mà chị nhắc rất là nhiều về cái bỏ lỡ ấy. Em chỉ tò mò có trong quá khứ chị có bị bỏ lỡ cái gì không mà chị bị cái cảm giác là sợ bỏ lỡ ạ? Chị có bị hay bị trễ tàu hay là cái gì không ạ? Trễ thì mình đi trễ thì có, nhưng để cho mình bị mất một chiếc tàu nào đó thì chưa, bởi vì mình chạy rất nhanh. nhưng khi mà
mình có những cái quyết định lớn trong cuộc sống mà nó khiến mình quẹo 180 độ luôn á, thì mình cũng có lúc nghĩ lại là nếu mình đi hướng kia thì cuộc sống của mình sẽ là như thế nào. Có nhiều cái trường hợp như vậy. Thì khi còn trẻ Linh đã suy nghĩ một vài lần, nhưng sau đó Linh nghĩ cái này nó hơi vơ vẩn, nghĩa là nếu mình tiếp tục cái hướng này á, mình sẽ không bao giờ hạnh phúc và mình sẽ luôn luôn sống trong quá khứ. Thì vì vậy ngay lúc này Linh không có nghĩ tới những cái việc đó, và bỏ lỡ cái cơ hội nào thì Linh không có nghĩ về quá khứ. Linh chỉ nghĩ về tương lai, nghĩa là mình đã chuẩn bị tốt nhất có thể cho cái buổi họp này chưa, hay là mình đã sẵn sàng vui vẻ với bé chưa. Tại vì Linh biết là khi mình đọc những cái sách tâm lý là với bé trẻ là mình phải thể hiện một cái môi trường rất là tích cực để cho tạo cái nền tảng tích cực cho nó. Thì Linh luôn suy nghĩ là tương lai, là mình đã làm cái gì tốt cho tương lai của nó, làm gì tốt cho tương lai của bản thân. Chứ không có nghĩ về quá khứ, hôm trước tôi làm cái kia sai hay là bỏ lỡ cái kia gì đó. Mình cũng suy nghĩ sơ bộ để cho mình có thể học hỏi từ những cái sai lầm, nhưng sau đó là mình bỏ qua. Cái này cũng dẫn đến là hôm trước có nói chuyện với một bạn, thì bạn ấy nói là thế nào để mình có thể tập trung, tại vì quá nhiều công việc. Rồi sau đó đó là mình họp A, rồi qua họp B, rồi qua họp C, nhưng trong lúc mình đang họp C mình vẫn còn suy nghĩ về A. Thì với Linh, Linh nói với bạn là không có như vậy. Khi họp A là nghĩ A, qua tới B là quên mất A, qua tới C là quên mất A và B. Khi mà cúp ở đây với bạn là tôi không nghĩ tới bạn nữa. tại vì á, mình không có thời gian, mình chỉ có một bộ não và chỉ có bao nhiêu giờ trong ngày. Thì khi mình đang ở đâu mình nên ở đó. Nghĩa là đang trong buổi họp này thì đang ở đây, không nên cầm cái điện thoại rồi nhắn ở đây qua bên đây mà đang tức giận về cái kia trong tinh thần gì đó. No, đang ở đây là ở đây, đang nói chuyện với Thùy Minh là rất là enjoy cái cuộc trò chuyện của mình, rất là vui ở đây. Nhưng sau khi xong với Thùy Minh là sau đây phải đi cho bé đi ngủ, phải không? Thì sẽ không có suy nghĩ về Thùy Minh nữa, sẽ cho tập trung vào bé và hỏi nó trong ngày hôm nay nó học được cái gì gì đó. Thì nói chung là mỗi điều mình nên phải rất là rõ ràng. Thì cách đó là mình sẽ không có sống trong quá khứ, mình chỉ sống trong hiện tại, hoặc là có thể một chút mình sống cho tương lai. Em nghĩ cái technique đấy chính là thứ đang rất là mọi người đang nói rất nhiều, cái mindfulness, đúng không? Cái chánh niệm, tức là chúng ta phải sống ngay trong cái khoảnh khắc này. Thì em cũng thấy là em thấy phần lớn những cái thứ chúng ta học được là do chúng ta chú tâm, chúng ta tập trung cái sự chú ý, đúng không? Chỉ bây giờ nó có quá nhiều các cái công cụ mà khiến cho mình phân tâm, mình distract, mình nhìn sang cái này nhìn cái kia là mình đã bỏ lỡ rất là nhiều thứ rồi. Và em nghĩ đây là một cái điều cũng rất là quan trọng cho các bạn trẻ nữa. Là đôi khi cái người mà hơi lớn tuổi một chút, nghe lớn tuổi nghe đấy, tức là em không biết những lứa của em, thì em nếu em định tập trung thì em sẽ tập trung nó kỹ hơn. Còn đúng như chị nói là trong cái cuộc họp các bạn trẻ sẽ là người hay nhìn điện thoại, hay là trong một cái cuộc nói chuyện giao lưu bình thường hơi phân tâm cái việc đó. Và nói thật là Linh đã tắt cái noti cho trên điện thoại luôn á, là nó đã silence cho hơn một tháng, nó 2 tháng rồi. Tối hôm qua hình như là quên, đã mở lên vibrate rồi nó tự nhiên nó reo, nó ủa sao điện thoại của mình reo, tại vì điện thoại của Linh nó chưa hề reo trong vòng khoảng 2 tháng vừa rồi. Thì nó dẫn đến là có nhiều người WhatsApp, có nhiều người nhắn tin, rồi nhiều tiếng, hoặc là có lúc vài ngày sau Linh mới phản hồi. Nhưng Linh nghĩ là cuộc sống của bạn phải là người kiểm soát, mình không cho những người khác kiểm soát cuộc sống của mình hoặc là kiểm soát những cái suy nghĩ của mình. Thì Linh sẽ luôn, nó dẫn đến Linh sẽ luôn nói cái câu xin lỗi. Nhưng Linh thấy là cái cách đó mình có thể sống một cuộc sống mà nó bình an nhất, và nó sẽ không có bị quá stress. Mà mọi người giống như là Thùy Minh nói là mình có rất nhiều cái công nghệ mà nó khiến mình có thể là nó, đúng là nó phải giúp mình, nó sẽ, nhưng nó đang khiến mình bị stress hơn nữa. Thì đó là bởi vì bạn cho nó khiến mình bị stress, và bạn nên phải kiểm soát lại và tắt hết đi. Cảm ơn chị Linh. Mình quay về cái giai đoạn hôm nay mình cũng cứ đào về quá khứ hơi nhiều. Thế nhưng mà em nhớ cái khoảnh khắc mà chị là Shark Linh. Tất cả mọi người đều... Đấy là hình như là lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng của chị không ạ?
Yes, trước đó Linh có làm những cái panel hay là những cái talk gì đó thì vẫn vẫn có làm, tại vì mình trong ngành nhiều năm rồi thì cũng có người ta mời để mình chia sẻ về đầu tư hay là về khởi nghiệp gì đó. Nhưng để cho mình có lên một cái chương trình mà nó có khá nhiều khán giả xem và khán giả đa dạng nhau thì đó là lần đầu tiên. Thế từ Shark Link cho đến bây giờ là Thái Vân Linh hay là TVL Group, chị nghĩ là hai cái phiên bản, hai cái version này khác gì nhau ạ? Ok, thì cái điều này là một trong những cái mà Linh cũng phải đã suy nghĩ nhiều, bởi vì mình đã có nhiều người đang muốn nghe những lời khuyên, và Linh cũng cảm thấy là mình phải rất là cẩn thận với những cái lời khuyên mình đưa ra, tại có lúc mình nói chơi một cái nhưng người kia nghĩ là nói thật, rồi sau đó họ đi thực hiện, rồi họ làm cái gì sai sai cho cuộc sống của họ, phải không? Thì Linh cũng phải rất là rõ ràng, và Linh biết đây là mình cái trách nhiệm của những người mà những người khác đang muốn lắng nghe, thì trách nhiệm của Linh là phải đưa ra những cái thông điệp mà Linh thật sự tin tưởng vào. Thì khi mà có thêm người follow Linh trên Facebook đi ví dụ, thì Linh đã tách ra rõ ràng là mình có ba cái cá tính hoặc là cái nhân vật là Shark Linh, là TVL, là Thái Vân Linh, là nói tắt là TVL đi, rồi sau đó là Linh. Thì Shark Linh á là giống như là nhà đầu tư, và nhà đầu tư đó là có một cái quan điểm á, là mình là một người doanh nhân, mình luôn phải suy nghĩ về quỹ, tại vì đó mình là đại diện cho quỹ, và mình có cái trách nhiệm để cho mình tạo lợi nhuận cho quỹ. Thì cái đó là rất là nghiêm túc, phải theo quy tắc, mình chỉ theo những cái sự thật, mình đưa ra những cái lời khuyên, nhưng chỉ có một cái khía cạnh thôi, đó là Shark Linh. Thì với TVL, thì TVL là một cái nhân vật mà nhiều người nhìn tới để học hỏi thêm những cái lời khuyên này nọ. Thì TVL là một nhân vật rất là hoàn hảo. Có thể là bạn đấy đã đạt được tất cả những gì họ muốn, bạn đấy muốn, và có rất nhiều cái thành đạt trong cuộc sống gì đó, thì đó là TVL. Rồi với Linh, Linh là ngày hôm là người mà hôm nay xuất hiện với Thùy Minh, là Linh là chỉ là con người, và mình đã có nhiều cái thất bại, mình đã có nhiều cái một vài cái thành công, và mình cũng đang cố gắng cải thiện cuộc sống, thì đó là cái phân biệt ra. Thì tùy theo cái trường hợp thì mình sẽ có thể là mình sẽ phối hợp một vài cái nhân vật này. Thì phần lớn nó sẽ là TVL và Linh, giống như là những cái lời khuyên Linh đưa ra, Linh cũng rất là cẩn thận để không có nói cái gì mà nó hơi quá, để cho các bạn không có nghĩ là mình nên đi một cái hướng mà nó hơi quá xa lạ. Mà thì đó là cái mà cũng phải rất là cân nhắc khi mà Linh xuất hiện trong những cái show như vậy. Vâng. Thế chị, em biết là cái nhân vật Linh thì luôn ở đó đúng không? Yes. Phát triển rất tự nhiên. Cái này em suy đoán thôi nhá, là sau đó thì Shark Linh xuất hiện. Shark Linh. Từ Shark Linh thì sẽ có TVL. Nên em khá quan tâm đến việc là vào lúc nào thì chị biết là cái nhân vật TVL cần xuất hiện. Chị có nhớ cái khoảnh rõ ràng, bởi vì thực ra em với tư cách là khán giả thì em biết đến chị Shark Linh. Sau đó thì em thấy chị Linh super popular, big KOL, em thấy brand nào cũng chị, bởi vì nhân vật chị vừa làm as a investor được mà chị vừa làm được bà mẹ, đúng không? Gọi người ta hay gọi là hot mom ấy. thì ý của em là chị có kế hoạch, chị có plan cho cái việc này không, hay là nó đến bởi vì là chị thấy nó có một cái opportunity trước mắt ạ? Yeah, no, cái này chắc chắn không có cái kế hoạch. Thì nói thật là khi mà đúng là Linh, rồi từ đó là có Shark Linh, rồi mới phát sinh ra là TVL. Thì từ Linh á, là Linh là một người thực sự là, nếu mà mình nói về hướng ngoại, hướng nội đó, là Linh là ngay giữa, là có cái test, cái Myers-Briggs, là Linh là bên E, nhưng một tí à, hình như là khoảng tầm 51% là bên E.
Thì Linh cũng có phân nửa là E và I. Thì nghĩa là Linh là một người mà không có quá thích xuất hiện trước mặt nhiều người, và cũng không thích giao tiếp quá nhiều. Mình có thể làm bởi vì đó là công việc của mình và mình cũng enjoy một phần, nhưng cuối ngày mình cũng đã quá mệt và cũng muốn đi về đi ngủ chứ không có tiếp tục đi chơi nữa. Hồi đó còn trẻ thì ok, nhưng hồi đó mình bài sách vô ấy thì nó có nhiều năng lượng mình đi chơi tiếp được. Nhưng bây giờ không uống rượu nữa thì cứ đi về đi ngủ. Thì nói chung là trước khi khi mà được mời tham gia vào Shark Tank ấy, thì lúc đó Linh cũng định là mình sẽ từ chối, bởi vì Linh rất là sợ là tiếng Việt của Linh không có đủ rành, và ông chồng cũng đã khuyên là thôi mình cứ làm thử. Và nếu mà không được thì chắc chắn là các producer, các nhà sản xuất họ sẽ nói với bạn là tôi bạn bạn không được rồi. Nhưng nếu mà họ chấp nhận thì mình cứ làm thử, phải không? Mình tại sao mình tự cho mình tự mình thì từ đó Linh mới là cố gắng làm. Và sau đó khi mà Linh thấy người ta thích Linh, lúc đầu Linh cũng không hiểu tại sao đó, sao ok. Alright, thì từ đó mới thấy ok, mọi người quan tâm thì ok, vậy mình cứ làm cái Facebook page. Bởi vì Facebook của Linh á, là lúc đó Linh không muốn phối hợp là cá nhân với những cái công việc ngoài, thì đã tạo ra cái Facebook page. Rồi sau đó là có rất nhiều người quan tâm tới, thì từ đó mới thấy ok, thì có thể là đây là cái cơ hội để mình có thể tiếp tục chia sẻ. Tại vì cái việc là chia sẻ khái niệm, chia sẻ kinh nghiệm á, thì là cái điều mà Linh đã làm rất nhiều và Linh cũng rất là thích. Tại vì Linh thấy là khi mà Linh còn trẻ đó, Linh không có nhiều người hướng dẫn. Và những người mà đã dành thời gian cho Linh đó, Linh rất là quý báu. Và Linh cũng đang muốn pay it forward, là đóng góp tiếp. Thì vì vậy Linh nên thấy ok, đây là cái kênh để cho mình có thể giúp rất nhiều người. Thì đã bắt đầu chia sẻ một vài cái tips, tại vì với Linh là phải rất là cụ thể, phải không? Thì mình đã bắt đầu chia sẻ rồi thấy càng ngày thấy thêm người thấy quan tâm, thì ok mình sẽ tiếp tục. Rồi sau đó các nhãn hiệu họ tìm tới thì cái đó là không phải là bên mình đi tìm tới họ tất cả đều là tìm tới mình. Thì với bên mình cũng rất là cẩn thận và rất là nghiêm túc với những cái nhãn hiệu mình làm việc với, tại vì Linh cũng biết là hồi nãy Linh nói là mình có một cái trách nhiệm với cộng đồng của mình, là mình chỉ đưa ra những thứ mà mình thật sự 100% tin tưởng vào. Thì ví dụ là với Vietcetera đi, không phải là mình chỉ chọn đại, phải không? Mà mình đã biết nhà sáng lập bên Vietcetera nhiều năm và cũng đọc những cái bài viết của bên Vietcetera thì mới biết là đây là một cái thương hiệu có thể tin cậy được, và họ đang đưa ra những cái nội dung mà cũng thú vị, không phải chỉ là thú vị mà cũng đang giúp ích cho cộng đồng. Thì đó là lý do vì sao làm việc với Vietcetera, và cũng là lý do vì sao mà mình phân tích rất là kỹ càng cho những cái nhãn hiệu khác, những cái hợp tác khác nữa. Thì đó là cái lộ trình phát sinh ra là TVL là ai gì đó. Và cái mục tiêu của bên mình vẫn là TVL cũng là muốn đóng cái vai trò là giống như là chị hai. Nghĩa là với Linh là có, Linh có nhiều vai trò, phải không? Có là mẹ, doanh nhân, nhà đầu tư, nhà sáng lập gì đó. Nhưng Linh thấy là cái vai trò chị hai là cái vai trò quan trọng nhất của Linh. Bởi vì Linh thấy là khi mà mình là người mẹ đi, thì mình sẽ nói là con nên làm cái này, con phải làm cái kia. Thì với cái thái độ đó là không ai muốn nghe đâu. Dù cái lời khuyên của mình nó tốt như thế nào, họ cũng không ai nghe. Nhưng Linh cũng có một em gái. Thì khi mà Linh nghĩ về cái cách để cho mình khuyên một người, hoặc là mình cứ chia sẻ đi. Tại vì thì mình nói là không phải là Linh thông minh hơn, không phải là Linh giỏi hơn, nhưng Linh lớn tuổi hơn bạn. Chỉ là với cái lý do đó là Linh đã sống trên trái đất này nhiều năm hơn bạn. Thì lý do vì sao mình có thể chia sẻ những cái sai lầm, rồi hy vọng bạn có thể nghe tiếp, hoặc là dùng một chút cái thông tin để bạn không có lặp lại cái sai lầm đó, hoặc là bạn có thể lựa chọn, phải không? Cái này là tùy bạn. Nhưng Linh chia sẻ với cái vai trò đó là một người đưa bạn lựa chọn, rồi bạn có thể tự chọn. Vậy thì với các bé cũng vậy. Linh nghĩ là người mẹ là mình nên chăm sóc cho bé để cho nó mạnh khỏe, nó có nhiều cơ hội. Nhưng cái vai trò quan trọng hơn là mình phải dạy nó cách suy nghĩ. Và Linh nghĩ cái vai trò của người chị hai là quan trọng cho cái việc đó. Thì với Linh, Linh cũng đang cố gắng dùng những cái cách để dạy con như vậy, là mình luôn cho con lựa chọn. Và nó lựa chọn sai thì nó phải chấp nhận cái hậu quả.
không? Thì là người mẹ rất là đau lòng khi mà mình thấy con té hay là con bây giờ con đói bụng bởi vì hồi nãy con không muốn ăn rau thì bây giờ ok không ăn thì thôi bây giờ đói. thì đó 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 là những cái mà mình cần phải dạy bé à, và Linh thấy mà mình dùng cái hướng đó đó thì nó sẽ hiệu quả hơn. À, thì trở lại nói xa xa quá là sao? À, TVL là người chị hai. Em thấy ví dụ vừa rồi nó là một cái, mình cứ tạm gọi nó là có một cái chiến lược đi, có một cái plan cho những cái nhân vật như vậy. Thế nhưng mà cái phần mà flash, cái phần thịt da thịt của một cái cơ thể ấy, là cái content. Giả sử mình có nhân vật đúng không, mình phải có cái content. Chị cũng là người siêu đầu tư vào các cái nội dung để mình làm. Cái này thì mình vẫn, em có được kể không, là hồi xưa chị gọi điện và hỏi là bây giờ làm content tiếp theo như thế nào, thì mình Linh nên tuyển một người như thế nào đúng không? Thì hơn một cái khoảng, chắc chắn là một cái khoảng thời gian, bây giờ cũng khoảng 1 năm 2 năm chị làm content rồi, chị thấy như thế nào Khó, cực kỳ khó. Nên nếu mà ạ? so sánh làm tài chính so với làm content thì content khó hơn. Nội dung, I mean, có thể là với Linh là mình đã có nhiều năm kinh nghiệm làm tài chính hơn, thì có thể là vì vậy mình nghĩ là nội dung khó. Nhưng thật sự nội dung không có một cái công thức và cũng không có một cái định nghĩa rõ ràng. Thì mình chỉ phải cố gắng suy nghĩ tổng quan hơn. Thì nó giống như là cái thẩm mỹ. À, nhưng nó khác hơn cái thẩm mỹ bởi vì cái chữ viết hoặc là cái lời nói nó khác hơn là một cái hình ảnh. Cho nên mình không thấy được một cái lời nói. À, thì cái đó là cái điều khó. Thì lúc đó Linh nhớ là đúng cái điều mà Linh phân vân á, là chỉ có một Linh hoặc là một người TVL thì thế nào để cho mình tiếp tục phát sinh nhiều quá như vậy. À, thì Linh cũng không biết là mình nên phải tự ngồi viết không, tại vì hồi đó Linh cũng tự ngồi viết tất cả những cái bài post, tất cả những cái bài viết. À, thì nó dẫn đến đó là mình chỉ làm được 1 2 cái post một tuần à. À, thì sau đó mới bắt đầu phải tuyển các bạn và phải làm việc rất là gần gũi với từng bạn để cho họ hiểu biết là cái mục tiêu của mình là gì, và có thể là cái gu của mình là gì cho nội dung. Cái gu thường họ nói là gu về fashion, nhưng bây giờ là gu về nội dung. Nó phải với Linh, bên Linh là phải rất là cụ thể. Thì mình tách ra là mình luôn phải có the what em là gì, cái đó là cơ bản nhất. Rồi sau đó là mình phải có cái tại sao bạn làm. Rồi với Linh cái điều quan trọng nhất là the how, cái thế nào. À, tại vì phần lớn mọi người khi mà bạn mình đọc nhiều sách đó, họ nói là cái tại sao là cái quan trọng nhất. Nhưng với Linh nghĩ là nếu mà mình vừa mới chỉ hai mấy tuổi, cái thế nào mới là cái điều quan trọng. Có lúc hồi đó Linh nghĩ là mình hai mấy tuổi mình không biết tại sao mình làm, nhưng mình vẫn làm việc rất là chăm chỉ, mình làm cho xong tại vì mình biết cách để làm, thì cái đó đã dẫn đến là mình được thăng tiến, mình được những cái cơ hội khác. Thì vì vậy á, với Linh á, là các bạn trong những độ tuổi hai mấy tuổi á, ok mình cố gắng tìm hiểu cái tại sao đi, nhưng cái quan trọng hơn là bạn phải biết cách nào để làm. Bạn biết tại sao rồi nhưng bạn không biết thể hiện á, thì bạn vẫn biết nói không biết làm, phải không? Thì cái điều đó là cái mà Linh tập trung vào, thì để cho mình tìm những người mà biết tạo nội dung như vậy á, thì nó cũng không dễ. À, nhưng Linh thấy là với team của mình ngay lúc này á, là mọi người cũng rất là có tâm. Nghĩa là tất cả mọi người đang biết á, là mình đang tạo giá trị thật sự. À, chứ không phải là làm cho có để cho mình post hàng ngày gì đó. À, tất cả những cái bài viết mình đưa ra đều đều có một cái quy trình rất là nghiêm túc, để cho mình rất là rõ ràng là những cái nội dung mình đưa ra là nó rất là thực tế, nó rất là cụ thể và nó rất là giúp ích. Vâng, em cũng nhìn thấy chị TVL Group thì rất là đầu tư vào cái nội dung. Chị em thấy chị ăn trưa cũng thành nội dung này. Rồi có thăng tiến cùng với những cái người expert này. Rồi chị có review sách nữa này, tức là em cảm giác như là chị cũng tạo thành một cái hệ sinh thái nội dung rất là chặt chẽ. Có cái gì mà chị muốn làm mà chị chưa làm không? Có nhiều lắm. Đương nhiên câu trả lời sẽ là như vậy rồi. Cái mà Linh muốn á, là mình có thể tác động đến 1 tỷ người. Cái mục tiêu đó là để cho mình có thể đặt
những cái mục tiêu mà nó khiến mình luôn suy nghĩ, mình luôn có một cái động lực để tiếp tục. À, tại vì có câu nói là cái mà bạn nên sợ nhất trong cuộc sống không phải là bạn không đạt được mục tiêu, nhưng cái bạn nên sợ là bạn đạt được mục tiêu. À, nghĩa là khi mà bạn đạt được rồi á, thì đó nghĩa là bạn đã đạt mục tiêu quá thấp. Và bây giờ bạn phải làm gì? Phải không? Thì tôi nghĩ là nếu mà mình bắt đầu trên con đường là mình muốn đào tạo, thì mình phải có một cái mục tiêu mà nó hơn mình, nó lớn hơn, to lớn hơn con người của mình ngay lúc này. Và tôi nghĩ là ngay lúc này toàn cầu mình cũng có những cái trường hợp mà nó như nhau. Ví dụ là trong những quốc gia đang phát triển thì các vấn đề về nhân sự đều là như nhau, khi mà chúng ta nói về cái phân khúc là các bạn vừa mới tốt nghiệp tới khoảng tầm manager, là nghĩa là các bạn đấy tốt nghiệp xong là họ được thảy vào cái hồ rồi kêu bơi đi, tự bơi đi, phải không? Thì tại vì khi mà có manager trở lên thì lúc đó công ty tổ chức mới bắt đầu có những cái khóa học, những cái khóa đào tạo để giúp các bạn đấy vươn lên. Nhưng khi mà mình còn trẻ là mọi người phần lớn không có quan tâm tới. Thì tôi nghĩ là cái điều này nó rất là khó để cho một kinh tế có thể phát triển nhanh hơn. Tại vì phần lớn những người mà là người lãnh đạo tương lai sẽ bắt đầu từ những cái bước đó. Và nếu mà mình có thể cải thiện những bước đó cho họ vươn lên nhanh hơn, thì mình có thể cải thiện toàn cái quốc gia nó nhanh hơn. Thì Linh nghĩ là với Việt Nam là một trong những cái nước mà có thể coi là cái gương mẫu cho những cái quốc gia đang phát triển khác. Bởi vì chúng ta có dân số trẻ và cái văn hóa của mình làm việc rất là chăm chỉ và cũng thật sự rất là tích cực, và cũng có khả năng để phân tích và suy nghĩ rất mạnh. Thì Linh thấy là mình chỉ cần hướng dẫn một tí là mọi người sẽ làm việc rất là hay, giỏi. Thì đó là cái mà Linh thấy mình bắt đầu ở đây. Rồi dần dần mình có thể phát triển ra Đông Nam Á, rồi có thể phát triển ra những quốc gia mà đang phát triển khác. Thì đó là cái sứ mệnh lâu dài của mình. Không phải chỉ là đào tạo một vài cái khóa học, một vài cái workshop, nhưng mình sẽ tạo một cái hệ thống, cái hệ sinh thái mà có thể mở rất rộng ra. Wow, em hâm mộ quá. Thế chị có kế hoạch hết rồi? Kế hoạch hết thì hơi hơi mạnh. Mình có cái sứ mệnh, mình có cái đam mê, mình có tâm. Nhưng kế hoạch chi tiết thì Linh nghĩ là có chưa hẳn. Dần dần phải đi từng bước. Cái này là với tất cả những công ty khởi nghiệp thì mình cứ phải, mình biết cái hướng tổng quan. Nhưng từng cái bước, từng cái nhỏ đó là mình phải lên kế hoạch thử nghiệm, rồi mình thử một cái, nếu không được thì mình cải thiện, nếu được thì mình đi tiếp. Vì đó thì từng cái bước là bên team Linh đang làm, và mình đang cố gắng làm nhiều bước cùng lúc để cho mình có thể tìm hiểu là cái phần nào là cái phần mình nên đi theo. Và chị có dự liệu là nó sẽ, cái kế hoạch này nó sẽ bao nhiêu lâu không ạ? No, chưa có. Thì vì sao là vì sao là trở lại cái câu chuyện lúc đầu là mình phải tạo động lực dựa trên một cái trường hợp rất là mơ hồ. Thì thế nào để cho mình tiếp tục duy trì cái việc đó là mình phải tin vào cái mục tiêu tương lai xa đó là nó đáng. Thì từ đó tới đây đi, mình không biết là mình sẽ đi hướng như thế nào, thì có lúc mình đi quá xa bên này mình phải trở lại ở đây, rồi dần dần mình mới tới đây. Nhưng nếu mà đi quá xa qua lại thì có thể là mười mấy năm mình mới tới lên đây. Thì cái đó là cái mà ngay lúc này cũng đang phân vân. Nhưng hổng giờ cũng khoảng năm thì cũng chưa quá lâu. Thì hy vọng là chúng ta có thể tìm cái hướng đi rõ ràng hơn trong những tháng tới, cho nó càng sớm càng tốt. Nhưng nếu mà không được thì mình cứ tiếp tục, phải không? Một bước, từng bước. Em chỉ không biết là chị là rất là thẳng, chị như một cái mũi tên ấy. Cái arrow, tức là bắn như thế này và nó lao về phía trước. Em hay hỏi cái câu này là mình thử bao nhiêu lâu và bao nhiêu lần thì mình biết là cái này sai, chuyển hướng cái khác. Cái câu này hơi khó đó. có một người đã cho Linh lời khuyên hồi đó, đó là mình nên tiếp tục nếu mà mình thức dậy với cái cảm giác là đây đúng là cái hướng mình nên đi.
Tại vì khi mình thức vừa mới thức dậy, đó là cái cảm giác mà trung thật nhất, là mình biết là cái subconscious tiềm thức. Tiềm thức thì nghĩa là khi mình mới thức dậy là đó là cái lúc cái tiềm thức của mình nó vẫn còn đang kiểm soát bộ não. Thì khi mà mình thức dậy mình cảm thấy yes, mình nên tiếp tục, hay là mình thức dậy mình nói không biết không, phải không? Thì đúng là mình phải cân bằng là cái cảm giác này là bởi vì mình đang trong một cái thử thách, hay là cái cảm giác này là cái sự thật của cái tương lai. Thì đúng là mình cũng phải biết cái cảm giác của mình như thế nào. Nhưng ý là mình xem cái tổng quan, có thể là mình xem qua 2 tuần đi, trong 2 tuần đó bao nhiêu ngày là mình phấn khởi, bao nhiêu ngày là mình đang bị chạm xuống. Thì mình có thể thấy là mình nên tiếp tục mỗi khi mà mình vẫn có cái việc phấn khởi. Nếu không thì mình nên thay đổi. Và mình nên thay đổi qua một cái ý tưởng mà mình có cái sự phấn khởi đó. Thì cái định nghĩa đó nó hơi mô hình ấy, hơi vô hình lên biết, hơi mô hồ. Nhưng em thấy nó rất đúng chị ạ. Phải không? Em thấy nó rất là đúng. Em là một người nhảy rất là nhiều các cái việc khác nhau. Thì em cái công việc nào mà nó khiến cho em dậy buổi sáng và muốn đi làm á, thì em thấy em rất là thành công trong cái việc đấy. Còn có rất là nhiều những cái công việc mà mình có lương rất là cao, mình cũng có một cái title tốt, thế nhưng tại sao buổi sáng dậy mình không cảm thấy vui để mình đi làm? Thì em nghĩ cái đấy là một cái, chị nói từ mơ hồ, nhưng em nghĩ cái đấy cũng là một cái khá là quan trọng. Tức là mình phải biết chứ, đúng không? Nếu mình mà còn không biết nữa thì còn ai biết bây giờ? Đúng rồi, chính xác. Rồi, em cũng nói chuyện với chị rất là nhiều. Em nghĩ là em sẽ còn nói chuyện với nhiều được nữa. Nhưng mà em sẽ đến một cái câu mà gọi là signature của Have a Sip. Đấy là nếu ngày mai chị phải lên một cái hoang đảo, không biết ngày trở về, đi một mình nhá chị nhá, không có con nhá, không có chồng nhá. Và nếu chỉ chọn một cuốn sách để mang đi thì đấy là cuốn gì ạ? Cái câu này hơi khó trả lời, bởi vì Linh là một người rất dễ bị nhàm chán. Thì nếu mình đọc một cuốn sách hoài thì nó cũng, nói chung là cũng không muốn đọc lại nữa. Linh nghĩ là nên ăn gian tí ha, mình đem với cuốn sổ và đem theo rất nhiều cuốn cây viết. Chị sẽ biết. Cây viết, yes. Thì nó cuốn sổ để cho mình có thể ghi xuống tất cả những cái trải nghiệm của mình. Và trong những ngày mà có thể mình đi một mình á, thì cái đảo này nghĩa là không có bất cứ ai người khác hả? Hay là mình đi cái em đảo như Hawaii? Ok, nếu mà mình đi hoang đảo, không phải Hawaii chị ơi, hoang đảo tức là một cái đảo nó hoang sơ, nó chưa có cái gì. Deserted island. Nếu mà vậy thì chắc chắn buộc phải đem một cái sổ để cho mình viết xuống. Tại vì đây cũng là một cái mà Linh đang làm, nhưng Linh không làm cái sổ ngay lúc này. Linh đang làm với cái điện thoại của mình, tại vì điện thoại có thể viết. Thì Linh nghĩ là trong những lúc mà mình cảm thấy hơi tiêu cực và hơi bị khó khăn, mình cảm thấy mình không thể vượt qua cái thử thách này, mình không thể tiếp tục với cái tích cực mà mình rất muốn, thì Linh viết xuống những cái cảm xúc của mình, những cái lo lắng của mình. Thì khi mình viết xuống, nó cảm thấy là mình đã xả ra gì đó, nó cảm thấy mình khỏe hơn một tí. Thì đúng là nếu mình đi một cái hoang đảo thì chắc chắn cần cái việc này, tại vì sau một vài ngày thì mình cũng sẽ cảm thấy là thế nào đây. Thì Linh nghĩ là đúng là phải có một cái cuốn sách, và Linh cũng trong thực tế ngay cuộc sống ngay lúc này cũng vẫn còn đang viết rất nhiều về những cái mà mình cần phải thả ra. Em rất thích cái câu này của Have a Sip, và đấy là cái lý do mà em hay lặp lại cái câu hỏi này. Và chị Linh, chị biết là có 2 người trước đã trả lời giống chị không? Oh really? Là... hay một bạn là music producer kiêm CEO của cái công ty cũng rất là nổi tiếng, đấy là bạn Thiên Cookie. Và một cái bạn khác là, nếu thì mình nhớ không nhầm, thì chính là Chi Present Writer. Bạn này cũng, hai người này cũng giống chị, là mang một cái cuốn sổ để mình lên, mình viết lại cuộc đời mình. Nhưng mà chị nghĩ là ai sẽ tìm được cái cuốn sổ đấy? Chị sẽ là người mang cái cuốn sổ đấy về đất liền, hay là giả chẳng may chị không về thì ai sẽ là người tìm thấy cuốn sổ đấy? Ai sẽ là người tìm hả? I don't know.
Linh nghĩ, Linh hy vọng là một người mà có thể sáng tạo và có thể dùng cuốn sổ đó để chia sẻ. Khi mà chúng ta nói chuyện ngay lúc này, Linh cũng nhớ là một cuốn sách Linh thấy rất là ấn tượng là các bạn tiếng Việt không biết nói là The Diary of Anne Frank. Không biết các bạn có ở Việt Nam có đọc cái sách đó. Anne Frank là một một bạn còn trẻ, hình như là bạn lúc đó bạn đấy chỉ là mười mấy tuổi, và trong World War II, phải không, chiến cái gì? Chiến 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 tranh thứ hai thế giới á, Cần phải không, đúng là rồi, World đúng War rồi. II, phải không? Ok, Yeah. và bạn đấy sống bên Đức, và bạn ấy là người Jewish thì phải trốn. Phải trốn các lính của ông Hitler. Thì có một thời gian là gia đình của Anne Frank đã trốn ở trong một cái nhà mà họ đã xây dựng những cái tường ảo. Thì các bạn gia đình đó đã sống ở phía trong cái tường đó, thì nó rất là hẹp, rất là nhỏ. Thì bạn đấy đã ghi xuống hết cái trải nghiệm trong những cái ngày đó, thì rốt cuộc cũng đã bị phát hiện và cũng đã bị bắt đi, rồi cái kết quả cũng không tốt. Thì nói chung là gia đình cũng không đã bị mất, nhưng cuốn sách đó còn lại, và Linh cũng đọc khi mà Linh cũng mười mấy tuổi, và tới ngày hôm nay cũng có lúc Linh nghĩ tới một vài cái câu ở trong cuốn sách đó, là mình thấy là wow, cái trải nghiệm của những người trong những lúc đó thật sự là khủng khiếp. Thì Linh nghĩ là khi mà nếu mà trở lại câu hỏi của Thùy Minh là không biết cái trải nghiệm của Linh như thế nào trên cái hòn đảo đó, hy vọng là Linh sẽ ghi những cái câu mà có thể là nó giúp đỡ cho những người khác. Và hy vọng là những người mà tìm được cuốn sách đó, họ cũng nghĩ là sách này dù nó viết có thể là không có giỏi quá, có thể là cái ngôn ngữ nó không có tốt quá gì đó, nhưng nó những cái lời khuyên hoặc là những cái trải nghiệm nó cũng rất là giúp ích, thì họ sẽ đưa ra cho cộng đồng đọc, và giúp những người khác trong tương lai. Em nghĩ cái câu trả lời cho thấy rõ ràng chị là người luôn muốn chia sẻ, đúng không? Và nhất là chia sẻ những cái kinh nghiệm của chị nữa, bằng cái việc là viết lại. Em nghĩ một cái câu hỏi cuối nữa thôi, đấy là bởi vì chị sẽ chia sẻ và chị biết là sẽ có người nhận được, thì cái nhân vật trong đấy là Linh hay là TVL? Chắc chắn là Linh, chắc chắn là Linh. Tại Linh thấy là khi mà Linh viết những cái đoạn viết này á, là mình muốn rất là trung thật với bản thân, để cho mình có thể thật sự xả ra tất cả những cái lo lắng của mình, và mình có thể thu vào những cái lời khuyên từ vũ trụ. Tại vì Linh cũng rất là tin tưởng vào vũ trụ đang nghe tất cả những gì mình đang làm, nó đang xem, và tất cả những gì mình đang nói nó đang nghe, tất cả những gì mình đang viết nó đang lưu ý, thì nó sẽ đưa đến mình những gì mình đang muốn. Mà có lúc mình có thể là mình không biết câu hỏi, thì nó sẽ nghe thấy, nó sẽ nhìn thấy, và nó sẽ mang đến, có thể là đó là trong một cái hình thức là con người, hay là hình thức là một cái trường hợp gì đó. Thì Linh nghĩ là bất cứ lúc nào Linh viết những cái bài viết đó là Linh, mình phải thể hiện cái trung thật của mình. But actually nó nói như vậy cũng 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 không có quá hẳn, bởi vì khi mà Linh là TVL, Linh cũng là rất là trung thật, đó cũng là Linh, nhưng TVL là Linh hoàn hảo. Nghĩa là cảm thấy các bạn xem TVL là giống như là có một cái cuộc sống mà rất là hoàn hảo, không có một cái vấn đề gì, tất cả cũng đã đạt được và rất là cân bằng cuộc sống, rất là vui vẻ gì đó, phải không? Thì đó là Linh trong những lúc mà Linh vui vẻ. Nhưng các bạn cũng phải biết Linh cũng chỉ là con người, phải không? Thì Linh thực tế là cũng có những lúc rất là buồn, rất là tức giận, rất là khó chịu. Nhưng TVL sẽ không hề có những ngày đó. Nhưng cả hai đều cũng là trung thật, cũng là Linh. Em cảm ơn chị Linh rất là nhiều, bởi vì là em hỏi câu đấy bởi vì em nghĩ về chuyện là nếu mình được chọn để chia sẻ thì mình chọn chia sẻ cái phiên bản của mình, có cả nó rất là mix giữa việc lo lắng, tức giận lẫn tích cực, hay là mình chọn chỉ chia sẻ cái tích cực không thôi. Thì em nghĩ là em cũng có một cái câu trả lời mà thỏa đáng với mọi người, tại vì đã chia sẻ thì chắc là phải chia sẻ cái tất cả các thứ, đúng không chị? Cũng không thể nào mọi thứ đều màu hồng, và bởi vì như thế thì cái câu chuyện này nó sẽ không còn đáng tin nữa. Em nghĩ là những cái phiên bản hoàn hảo thì có thể là rất là tốt để mà trở thành một cái mục đích. Thế nhưng mà để chia sẻ, để trở nên đáng tin thì chỉ có duy nhất là
là chính là mình thôi. Thì em nghĩ là em nhớ ra cái câu này chúng ta cũng bàn luận trong cái talk show với chị, đấy là chúng ta trên mạng xã hội thì bao nhiêu là mình, và chúng ta cũng chọn cái hướng là có nhiều phần trăm, khoảng 70% thì đấy chính là tôi, chỉ có thêm 30% là mình thêm cái frame màu hồng vào cho nó đẹp, rồi các cái quote nó được đánh dấu ở trên đấy thôi. Chính xác. Thì khi mà mình chia sẻ những cái vấn đề trong cuộc sống á, là thường mọi người cũng biết thấy ok, vậy đi gặp bạn, gặp vấn đề A, vậy phương pháp là gì, phải không? Nhưng nếu mà là Linh á, thì Linh có thể là hiện tại đang có vấn đề này, mình chưa có phương pháp, thì có thể là người ta không muốn nghe những cái đó. Thì dẫn đến là cái 70% mà Thùy Minh nói là đúng, là họ chỉ muốn nghe nói là cái 70% mà mình đã giải quyết, để cho họ có thể hiểu biết cái cách giải quyết và họ có thể dùng để thực hiện trong cuộc sống của họ. Nhưng họ không có quan tâm là mình có cái 30% mà vẫn chưa giải quyết được, bé tại sao 4 giờ rưỡi thức, không biết. Thầy rất là khó chịu. Tại vì mình đã cố gắng 4 giờ rưỡi thức để cho mình có thời gian riêng của mình rồi. Rồi bây giờ nó, action nó 5 giờ thức. Bây giờ nó 5 giờ thức là mình chỉ có nửa tiếng thôi hả? Phải không? Thì dẫn đến là mình phải 3 giờ rưỡi thức hết thôi. Không biết mấy giờ mới đi ngủ. Phải không? Thì cái phần đó là không ai muốn nghe đâu. Tại vì mình chưa có cách giải quyết. Nhưng người ta muốn nghe những cái vấn đề mà mình đã được giải quyết rồi. Vậy thì mình thấy là cái đó là cái phân biệt. Yes, mình có thể nói những cái khó khăn, những cái vấn đề của mình. Nhưng phải mình có phải giải quyết rồi. Yes, phải có giải quyết. Okay, em hiểu. Thế thì thành ra em có thêm một câu nữa. Nếu một ngày 24 giờ, thôi mình bỏ chuyện hoang đảo đi, 24 giờ mà chị không phải trông con, chị không phải làm việc, thì chị làm gì? Ngay lúc này Linh không biết nữa. Có thể là ngồi ăn sô cô la, coi truyền hình thực tế và ngủ một giấc. Thực tế gì ạ? Okay. Chị xem cái gì? Ok, thì Linh rất là đam mê những cái show về làm mai. Là như kiểu là Bachelorette á. Oh yes, love, rất là yêu thương Bachelorette. Bachelor đã coi từ mùa đầu tới giờ. Tất cả những cái show dating, mình đi tìm người hoàn hảo, hay là có một cái show mà những người đã chia tay mấy chục năm trước rồi bây giờ đã kết nối lại, hay là những cái show và tỷ phú đang đi tìm tình yêu, hay là whatever. So nói chung là bất cứ cái gì mà nói về tình yêu là Linh rất là đam mê, không biết sao. Thì yes, cái đó là những cái mà nếu có thời gian thì Linh sẽ dành nhiều thời gian hơn để làm. Ok, em thì mình cảm ơn chị Linh rất là nhiều đã đến với Have a Sip. Từ những giây phút này em sẽ, yes, em hứa là mình sẽ quay một tiếng, nhưng mà mình đã quay lố và em bị hơi ân hận vì nếu okay. chị sẽ phải dậy sớm hơn. Em phải có trách nhiệm với thời gian dậy sớm của chị. Mai sáng thì chị sẽ nói Thùy Minh khiến mình mệt quá. No, nhưng mà chị là người quá khứ đã trôi qua, chị sẽ không nghĩ đến, chị sẽ không nhớ ra đấy là do em, đúng không? Chị là người mà đã pass rồi, chị không nhớ nữa, nên là chị chỉ thấy thiếu thời gian thôi, chị sẽ không biết là tại vì sao. Để đang thôi miên hả? Thôi move along, nothing to see, đừng nhớ tới nữa. Ok, cảm ơn chị. Rất là vui được trò chuyện với Thùy Minh. Very happy to talk to you. And yeah, it was fun. Great chatting with you. Yeah, chúc chị có thêm nhiều thời gian để xem truyền hình thực tế. Thank you, Thùy Minh. Yeah. Okay. Xin được cảm ơn tất cả các khán giả của Have a Sip. Hôm nay chúng ta được nghe chị Linh. Thì mình biết là chị Linh là một người mà các bạn nếu mà muốn nghe chị Linh nói thì cũng có thể tìm thấy rất là nhiều những nội dung chị Linh và công ty TVL Group đang thực hiện. Và thì mình nghĩ là đây là một cái cơ hội rất tốt, bởi vì chị Linh luôn chia sẻ những cái điều mà đến bản thân thì mình cũng học được rất là nhiều. Nên là hy vọng là chúng ta đã có một cái khoảng thời gian vui vẻ cùng với nhau, có ích nữa. Cảm ơn chị Linh, cảm ơn tất cả các khán giả. Thank you. Bye bye. Cảm ơn Sison đã đồng hành cùng Have a Sip, là thương hiệu gọng kính đương đại đầu tiên tại Việt Nam. Với phương châm thiết kế tối giản, Sison tự hào với các sản phẩm được thiết kế tại Hà Nội.